1, 2, 3. Tôi bị điên. Ngại quá. Ôi trời ơi. Anh không quen Vinh Thị Nẻ, anh không quen nhá. Em cũng không quen Vinh Thị Nẻ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Ngày hôm nay thì nhân dịp đây, có đây hai nhân vật chính của chúng ta là anh Vinh Thị Nẻ và đây idol anh Phương Hữu Dưỡng lên Hà Nội chơi, thì mình đã quyết định là sẽ dùng 500k để mời hai người này đi ăn nhá. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn rồi, đi thôi. Đây đây đây, gà rán. Ok, bây giờ vào quán gà rán nhá, đi thôi. Và đi anh. Anh Vinh ăn gà đấy bao giờ chưa? Anh đây ăn chưa ăn lần nào. Được, lần đầu tiên luôn đấy. Thế thì hôm nay ăn nhiều rồi nhá. Cái này được refill, nghĩa là nếu mà các bạn uống hết thì các bạn có thể ra đây và tự làm đầy. Uống bao nhiêu cũng được. Kinh. Vinh phải lại uống no. Uống no nhất Vinh rồi nha. Anh Vinh uống Coca nhá. Anh cũng uống Coca luôn. Anh Coca luôn. Ok, anh Dưỡng uống thì anh Dưỡng rồi. Anh Dưỡng uống Coca luôn. Ngày hôm nay thì rất là vui và bọn mình đang chờ gà để ăn. Cả ba người trùng hợp chọn Coca luôn. Anh Dưỡng còn được tặng một cái túi. Anh Dưỡng mang cái túi cho các bạn xem này. Hay à. Đấy, đi ăn được tặng một cái túi nhá. Màu da cam rất là đẹp. Nào bây giờ dô đi. Dô nè. Dô nè. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, uống. Mời các bạn uống Coca nha. Mời các bạn uống Coca nha. Quên rồi. Các bạn ơi, đồ ăn của mình đã ra rồi này. Có gà này. Và có bánh hamburger, có cả khoai tây chiên nữa. Ngon không anh? Ngon. Ăn đi anh Vinh, ăn đi. Nếu mà thiếu thì gọi thêm nhá. Mời các bạn ăn nha. Đây, đây là của mình chỉ ăn một cái bánh thôi. Mời các bạn ăn nha. Bây giờ tôi sẽ vào lấy tương ớt, thiếu tương ớt. Đúng rồi. Lấy tương ớt. Thôi mình sẽ đi theo anh Dưỡng nha. Không phải anh đi mình à? Lấy mình đi. Đây tương ớt đằng kia. Đấy, đúng rồi. Ở đây chúng ta có tương ớt và tương cà. Em ăn tương gì? Em ăn tương ớt. Đây anh đặt vào tay em, mình cầm cho. Ôi. Rồi đi thôi. Ở đây là cả ba người mình toàn thích ăn tương ớt, không ai thích ăn tương cà cả. Rồi ăn thôi. Xin mời. Ăn đi, Vinh ăn đi. Ăn thôi, anh Vinh ăn đi. Đây đây là cái của mình nhá. Ăn đi xong mời các bạn ăn trưa nhá. Các bạn ơi, bây giờ thì bọn mình sẽ selfie một kiểu để làm kỷ niệm nhá. Okay. Hôm nay rất là vui mà các bạn yên tâm là bọn mình còn đi chơi nhiều lắm. Nào bây giờ selfie nào. Selfie bằng iPhone XS Max của anh Dưỡng. Đây quay đây. Cười nha. 1, 2, 3. Thôi bây giờ bọn mình sẽ ăn nhá. Ok. Rồi ăn thôi. Đói lắm rồi. Đói lắm rồi đấy. Anh sẽ ăn cái này. Anh ăn em thử xem có ngon không nào. Cái này là cánh gà. Đâu. Đó là cánh gà chiên. Nhưng mà cảm giác nó không có xương à. Em không biết đâu. Đây là anh thử cắt xem nào. Ô, cánh có xương gà, không? Đây không phải cánh gà. Cánh gà rút xương. Cánh gà rút xương đúng không? Anh Dương ăn đi, anh Dương ăn đi em xem nào. Hôm nay em gái nuôi dẫn thì anh phải ăn thật là ngon vào. Anh thật đấy nhiều các bạn ạ, à, ăn thật nhiều vào. Anh đói lắm rồi. Đấy anh Dương ăn cắn ăn một miếng thật to thôi là. Thôi thế này thôi. Ui ôi không sao. Ai được hết. Thế nào anh? Vậy. Ngon đúng không? Ngon mà. Ăn nhiều vào nhá, rồi anh Vinh ăn đi anh Vinh. Ngoạm một miếng thật to thôi nào. Mời các bạn ăn trưa nhá. Ui dồi, ui dồi, ui. Ngon không? Ngon không anh? Ngon đúng không? Ngon không? Cay à, cay à? Mồm. Nào. Ngon. Mãi mới nói là câu ngon. Mày ăn là cay không? Không ăn là cay, đừng ăn chấm không cay em. Ngon mà, ngon mà. Ngon đúng không? Mọi người ăn đi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái hamburger của mình. Mình thì ăn ít thôi các bạn ạ. Mình chỉ ăn một cái hamburger là mình no rồi. Trời, cái hamburger toàn mặt em đấy. Toàn mặt không? Nghe mời các bạn nhá. Ui giời. Mồm em cũng to như mồm Vinh ấy. Vinh ăn đi, Vinh ăn nào. Nào. Mấy khi Thảo nó mời em gái nuôi mới ăn. Ôi dồi. Cắn ngập mồm luôn à. Ngon lắm. Uống nước đi, uống nước cho mát. Bây giờ Vinh với Thảo đứng dậy xem ai cao hơn đi. Tôi đang chọn Vinh ấy, bắt đầu Vinh nó thấp hơn mà.
Thảo 1m70 nó ca, Thảo cao gần bằng tôi các bạn ạ. Tôi có cao 1m61 anh. 61. Mà anh ra anh bảo đo với Thảo. Thì anh Vinh không cao nhưng anh Vinh này cực kỳ dễ thương các bạn ạ. Ờ đúng rồi. Rất là hiền. Sướng Vinh sướng, được em gái nuôi lịch sướng. Các bạn nhá, bây giờ thì bọn mình sẽ ăn. Mình sẽ tắt camera đây để ăn hết nhá. Hiện tại thì bọn mình đã ăn xong rồi nhá. Đây, ăn hết sạch rồi. Thì bây giờ thì Vinh Tiền Lẻ, anh Vinh Tiền Lẻ với anh Phương Ngữ Dưỡng cũng rất là no rồi. Thì mình sẽ nghĩ ra một thử thách. Đấy, thử thách, xem thử thách gì được nhỉ. Anh Vinh Tiền Lẻ ơi, bây giờ nhá, no chưa? No rồi. Bây giờ em thử thách anh. Thử thách cái gì? Uống hết 5 cốc Coca. 5 cốc Coca được. Nếu mà anh uống hết thì em sẽ cho anh 500.000. Còn nếu mà anh thua thì anh phải chịu một hình phạt của em, chơi không? 5 cốc Coca gì á? Ít thế thôi á? Ờ, 5 cốc. Anh tưởng 10 cốc thì 5 cốc bình thường, chơi luôn. Thế chơi nhá. Ừ, chơi luôn. Thế không sợ hình phạt à? Bây giờ anh dẫn đi lấy Coca cho Vinh Tiền Lẻ nhá. Lấy 2 cốc trước, uống hết 2 cốc thì tiếp tục lấy tiếp. Đúng 5 cốc thôi. 5 cốc, sợ không? Ui, 5 cốc tầm này no, anh sợ không có được hết 2 cốc. Đây, ăn. Ăn hết sạch rồi, gà kiếc ăn trắng sạch rồi. Nước rồi, anh sợ anh cũng chỉ uống hết một cốc, cái cảm giác cái không uống được rồi. Rồi nếu uống hết 5 cốc thì được 500k. Cố lên, anh cố lên. Không là chịu hình phạt của em, là hình phạt của em không dễ như hình phạt của anh Dưỡng đâu. Thế á? Ui đi, anh sợ quá. Rồi, được rồi, đợi nha. Ôi đời ơi, đời ơi, 2 cốc Coca đầu tiên. Đây. Nào. Cái tạm uống hết 2 cốc mình ra. Rồi. Cốc đầu tiên. Uống đi. Uống đi. Cố đầu tiên nhá. Cố lên nhá. Uống vào mắt cơ mà uống một cái lôn ra rồi. Uống sao được 2 cốc đầy. Ăn no rồi bây giờ uống lại uống được. Vinh thì đẻ ngu lắm. Mày thấy gái là mày tớn lên. Thử thách của em đơn giản đấy mà, uống đi. Mình rồi. Ăn no bụng rồi bây giờ mới uống này. Em cũng khôn thật nhỉ, em ăn để cho ăn no rồi mới thử thách. Thì đương nhiên thử thách trước thì anh uống được ngay. Em phải cho ăn no rồi em mới thử thách chứ. Ai đấy, đấy đó, được đấy, được đấy. À, 2 cốc đầu tiên. Nào. Sao tình hình thế nào? Cảm xúc thế nào anh? Rất là no rồi. 5 cốc cơ mà, mới hết cốc đầu tiên. Này uống xong cốc này anh Dưỡng lấy tiếp cho luôn này. Uống đi. No quá rồi. Cố gắng lên. Cố gắng lên mới được một cốc, thế này e là thua. Cốc thứ hai nhá. Rồi 500.000 nó không dễ lấy đâu. Còn lấy đâu các bạn ở kiểu này. 5 cốc cơ mà. Kiểu là còn đấy được có em Thảo lắm. Đấy, một cốc là coi như là được 1/5 quãng đường rồi đấy. Cố lên. Tôi cố gắng các bạn. Thế nào. Ôi anh nhìn này lấy cốc nữa nào. Không lôn nha, không lôn nha. Mặt kìa. Cố lên. Cố lên nào. Không uống đừng có cố nha. Ôi rồi mặt có vẻ sắp chớ rồi. Chớ. Chớ rồi. Em biết chớ cả. Ơ ra em không biết. Cẩn thận ông chớ ra nhá. Rồi. Em không chịu trách nhiệm đâu. Uống sạch đi, sạch đi, sạch đi. Anh lấy mấy ông nữa. Đừng nữa không? Uống sạch nữa đi, uống hết đi. Hay chịu thua? Ủa rồi chưa gì đã chịu. 3 cốc đầy cơ mà. Để anh Dương đi lấy tiếp ra này. Thôi á. Nồi lắm em ạ. Ô thế bây giờ chịu hình phạt thôi nhỉ? Mày nhận thua không hay nào? Nhận thua đi. Anh chịu thua ấy. Ok nha các bạn nha, bây giờ là anh Vinh Tiền Lẻ đã chịu thua mình. Thì nghe rõ hình phạt thế này. Hình phạt là anh phải đứng ra giữa quán và hét thật to. Tôi bị điên. Tôi bị điên nào. Đây ra, đây ra luôn, làm luôn. Một câu thôi nhá. Rồi một câu có dám không? Chơi luôn anh tại. Chơi luôn à? Anh thua thì anh phải. Đây gọi là chịu chơi, chịu rơi nước mắt đấy. Được. Nào được. Đây bây giờ ra đứng giữa thôi. Em chờ khóa anh thật. Bắt mày anh no rồi anh già mới bắt uống 5 cốc. Thế mới khó thế này. Lấy 500.000 đâu có dễ anh Dưỡng nhỉ? Không nói nhiều được ra. Rồi ra luôn. Anh Dưỡng. Thôi ngại lắm em ơi. Ngại á? Thôi. Làm gì có chuyện thôi. Ui ôi. Chịu chơi thì phải chịu rơi nước mắt. Nào. 1, 2, 3. Tôi bị điên. Ngại quá. Ôi ôi ôi. Anh không quen Vinh Tiền Lẻ, anh không quen nhá. Em cũng không quen Vinh Tiền Lẻ.
Ngại quá. Ngày hôm nay thì rất là vui, mình đã mời được anh Vinh Tiền Lẻ và anh Phương Dưỡng Dưỡng đi ăn trưa nhá, ăn rất là ngon rồi. Còn thử thách cả anh Vinh Tiền Lẻ nữa. Nếu như các bạn còn muốn mình làm video như thế nào, thử thách như thế nào với hai người này thì hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Và cũng đừng quên đó là hãy like video và đăng ký kênh của mình. Còn bây giờ, xin chào.